Ngày hôm nay hai họ gặp nhau. Em chưa người yêu. Em đang sợ ế. bây giờ là em bây giờ như này, bên nhà trai bọn anh là có hai ứng cử viên, một là Hổ với cả hai là Mao Đệ. Thì đấy, em xem mà hai anh này. Cái gì nhảy cái gì? Mình cứ chủ động chứ. Còn phù dâu phù rể nữa không? Có định thả phù dâu phù rể ở lại. Wow. Ok. Nào, mỗi người làm miếng, mỗi người làm múi. Ôi trời. Thơm không? Lần đầu tiên thấy nấu ăn như kiểu vùng cao vậy. Dung ăn xiển chút đi. Như kiểu là xúc xi măng này đi xây nhà. Cái mùi nó rất là thơm luôn anh em ạ. Anh em tới Mao TV. Mai Linh. Sapa TV. Mai Linh. Mai Linh. Nhưng mà biệt đội Tiếng Hoan nếu mà hô hết là khàn hết tiếng luôn đấy. Nhiều kênh quá. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì mình đang đưa biệt đội Siêu Thi Hon về giao lưu gặp gỡ với cả anh em Tamao TV. Đấy, thì hôm nay mọi người sau một đêm ngủ thì thấy trong người khỏe hẳn chưa? Khỏe. Thế bây giờ ai là người trong nhóm ở đây mong gặp Mao Đệ nhất? Đấy, hôm nay mình sẽ là ông mai và mối các bạn ạ, để đưa anh em đi gặp nhau, nhưng mà chưa biết thế nào. Lòng một nụ cười cho các bác buổi sáng sảng khoái nào, Nguyên. Chưa tới giờ chị ơi. Tí phải tới giờ đã đúng không? Thì sau hôm nay mình đưa biệt đội Siêu Thi Hon lên giao lưu với anh em Tam Mao. Thì anh em mình cũng mình có kế hoạch là đi về để tổ chức sinh nhật cho cậu con trai cả. Và thứ hai nữa là các bạn thì cũng người thì bắt xe, hai vợ chồng nhà này thì bắt xe về Đắk Nông. Còn biệt đội này thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình là đi xuyên Việt bằng tàu hỏa các bạn nhé. Nên là anh em nào muốn theo dõi cái hành trình đó thì cứ vào kênh của các bạn. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu lên xe để về nhà Mao Đệ nhỉ. Rồi, get go. Đi, lên đường. Đưa biệt đội này đi, cái cảm giác mình trẻ là bao nhiêu. Đúng rồi. Mời anh em lên đi. Hôm trước đi thì vào ủng hộ cô một can rượu vẫn để trên xe các bạn. Anh em đu đưa có một chút thôi. Nào, đánh bế lên nào. 1, 2, 3. Anh em mà bí mật đột nhập xem là bây giờ nhé. Đi vào nhà xem mà anh em Tam Mao đang làm gì nhá. Đấy. Đi nhanh nào. Chị Tuyên chị sạc cái này. Ok, cả. Get go. Anh sạc đây cho em. Đột nhập vào nhà ấy à? Nhà chú rể à? Mà ở trên Tây Bắc người ta gọi là có bắt vợ, đây giờ mình đi bắt chồng. Ok không? Nhà có chó không? Hello. Đây là Mao nè, mọi người biết Mao ca chưa? Ở đây có những người mà hơn tuổi Mao ca, có những người ít hơn. Đấy. Đây. Đấy, cô dâu đây. Mao đệ đâu rồi? Mao đệ đâu? Đây. Khỏe không? Chào Mao đệ nhé. Mời mọi người vào nhà uống nước. Nhưng mà sao tiếng chứ khàn hết rồi này. Bắt tay cái nào. Hôm nay Mao đệ ơi, hôm nay là đây là có mấy cô dâu. Dạ. Đây có mấy cô dâu ứng cử viên đây, chú xem là hôm nay để xem chọn ai nhá. Sao mà gì mà chị người chân tay run thế? Hổ ơi. Hôm nay không những là có một chú rể mà còn là hai chú rể luôn. Đấy. Đây. Hổ bây giờ thấy hay đi cùng mà nhỉ? Cùng team mà. Cùng team em. Đấy. Mọi người vào nhà vừa nói chuyện. Đi. Đấy, chú rể cao to đen hôi không?
chú sẽ à đây à, chăn này đang bán nha anh em nhá. Này đang bán đây, chăn. Bắt được quả tang là nhà Mao Đệ là đang bán chăn đấy nha bạn. Đấy các bác nào có muốn mua chăn thì ủng hộ Mao Đệ nhá. Ok. Ôi, uy tín luôn. Chăn. Anh em vừa quay chỗ. À. Đây mời các phù dâu phù rể ngồi vào đây. Đấy. Đây ngồi đây. Ngồi đây các bạn này. Này, ngồi đây. Ngồi đi. Đây, em vào đây, ngồi đây. Ngồi đây chưa? Đây, mấy đứa ngồi đây. Nè, em bé này ngồi đây. Cô dâu phải ngồi chỗ cô trang trí. Ngồi giữa. Ngồi chỗ phải trinh nhất đi. Cô dâu thì ngồi trong lòng chị đấy. Đây, ngồi luôn đây cho các anh chị ngồi. Trong bao kìa. Đây, hôm nay hai họ gặp nhau. Đây. Hồ đâu? Ra đây rồi. Hồ ra đây. Đây Hồ ngồi đây. Em ngồi luôn đây. Đấy rồi. Đây. Em ngồi luôn đây cho Hồ ngồi. Thì hôm nay là hai họ gặp nhau thì thôi thông báo với cả bên đây là bên trưởng đoàn nhà gái và tôi trưởng đoàn nhà trai. Bên này là cũng có mấy anh chị là muốn gả nhỉ, bao nhiêu cô dâu nhỉ? Giơ tay lên. Đứng như nào? Đứng lên. Tự giới thiệu về bản thân mình cái. Rồi tự giới thiệu về bản thân nào. Tự giới thiệu nào. Hello, xin chào bà cô chú đang xem. Nhiều kênh quá. Xin chào bà cô chú. Em là Đinh Thị Huyền, đến từ Quảng Ngãi. Làm YouTuber là Đinh Thị Huyền Hà Rê. Huyền Hà Rê. Năm nay bao tuổi rồi? Năm nay 27 tuổi. Em chưa người yêu. Em đang sợ ế. Bây giờ là em bây giờ như này, bên nhà trai bọn anh là có hai ứng cử viên, một là Hổ với cả hai là Mao Đệ. Thì đây em xem hai anh này. Ý, cái gì ngại cái gì? Này. Mình cứ chủ động chứ. Ngại để mình tự suy nghĩ chứ. Để. Là hai người lớn giả mình. Kiểu giống kiểu như kiểu ngày xưa quá, mà xử ép quá. Mao Đệ mặt đỏ hết rồi. Đấy. Thế còn một bạn nữa là bạn nào nhỉ? Bạn nữa nè, đây, em giới thiệu nào. Em giới thiệu tên là gì, kênh nào? Dạ, em là Bé Hạt Tiêu, kênh YouTube của em là Bé Hạt Tiêu, cả nhà em 24 tuổi. Cả nhà vào kênh YouTube Bé Hạt Tiêu để ủng hộ Bé Hạt Tiêu nha. Cũng 27 tuổi. Độc thân đúng không? 24. 24, chưa người yêu. Chưa người yêu. Tiếp đến em này. Nó vào lãnh cung rồi. Đây, đây cũng thường vào lãnh cung rồi. Lãnh cung rồi, thế còn hai đây à? Dạ có hai thôi. Thế vừa hai anh luôn. Hai anh thì vừa hai em luôn. Nhưng mà nhưng mà Mao Đệ thấy nào, có ok không? Chú ơi ok không? Ok. Anh chị xin cảm ơn nhá. Nói chuyện vui một chút thôi, nhưng mà thực sự là hôm nay rất là vui khi Hải được kết nối giữa siêu biệt đội Tí Hon giao lưu với cả anh em Tam Bao TV. Thì anh em Tam Bao TV thì hôm nay thấy bảo tổ chức cái đại tiệc gì đấy sao? Từ sáng đến giờ là đi lùa gà, lùa vịt. Xong rồi lên trên nhà trên em rồi mọi người có thể câu cá, rồi nướng cá cũng được. Và nói thật ra là anh Hải lên đây nhiều rồi và cũng chuẩn bị trước cũng thịt nhiều con độc lạ rồi. Định làm thêm con đà điểu, muốn làm mãi đà điểu rồi. Thôi, đá điểu hay vàng tiền lắm. Hay vàng tiền lắm. Có vịt, có biết để cho em này đi đuổi vịt này. Vịt bắt có, gà đuổi vịt. Vịt đấy. Có và thịt sẵn để tí nữa lên làm một chảo vịt siêu to khổng lồ. Ok đấy. Rồi, mọi người thưởng thức vịt chảy khế rồi nấu vịt. Đó, chảy khế nấu vịt câu cá trên nhà trên. Thế thì đấy thì sơ bộ nội dung sáng nay của chúng ta sẽ như thế. Đấy. Anh thì sáng nay là sẽ đưa mọi người đến đây chơi giao lưu với em. Xong rồi trưa là anh em phải đi về để chiều tổ chức sinh nhật cho con trai. Đấy, còn các bạn này sẽ chơi với em đến chiều thì các bạn ấy sẽ ra ga sân ga tàu ấy. Ga tàu hỏa ấy. Để Hà đi Nội bắt đầu chuyến hành trình đi về Nam bằng tàu hỏa. Mấy giờ là chiều? Đi tàu phải 2 hôm đấy nhỉ? Cốc nào giao lưu xong thì Mao Đệ vỡ tiếng à? Vỡ tiếng à? Vâng. Dây thì đấy.
Dậy thì thành công rồi đấy anh em ạ. Ô, nhưng mà con này nó có đi được không đấy? Đi được ạ. Ui rồi đạp cong đít mà chưa nổ. Cái này là hoạt động bằng tay à? Cái này là hoạt động bằng cơm anh em ạ. Nó kêu gì két két như con gà kêu ấy nhỉ? Rồi mời anh em lên nè. Anh em lên. Ra đây bế lên nào. Lên. Anh Hải bế lên anh Hải ơi. 1 2 3. Nào, 1 2 3. Đây chờ chút nha. 1 2. Có cái ghế không? Lặng nhất đấy. 1 2 3. Ui giời ơi. Có cái ghế cho các bạn đi ngồi không nhỉ? 3. Kìa. đi thôi đi một đoạn thôi đi thế là mình cũng lên à chờ nào. Bỏ phụ dâu phụ rể ra đây. Con mẹ mẹ bố nữa bám chắc nhá. Còn phù dâu phù rể nữa không? Có định thả phù dâu phù rể ở lại. Đâu ngảnh mặt đây nào, chơi đây nào. Ok đấy. Đây mình là phải đứng trông cẩn thận này anh em ạ. Đây. Để tránh gọi là bật ra ngoài. Cả nhà ơi, ngảnh mặt về đây nào, ngảnh mặt đây nào. Yên tâm. Sợ bốc đầu á. Mọi người đang sợ là bốc đầu xe anh em ạ. Ai chào sáng. Cua cẩn thận nha, bắt cua cẩn thận nha. Wow. Bắt sang cái gì vậy? Wow. Mau ca cái này phanh quá đâu đây. Không phải trọng tải được chở được nhiều phết nhỉ? Nhưng mà con này hình như là hay kiểu chở cái con cái xe này hay chở con lợn đấy. Giống kiểu chuyến xe bao tác quá. Lái chuẩn rồi nha. Wow. Ok. Miền Nam miền Tây mọi người có thể giới thiệu qua về từng người và kênh YouTube của từng người được không? Mời chị trước đi. Dạ. Em xin chào tất cả ông bà cô chú. Em là Úc Mini, hôm nay em 28 tuổi, em đến từ Kiên Giang. Em có kênh YouTube là cũng là Úc Mini luôn ạ. Rồi mời bạn. Xin chào ông bà cô chú, em là Vân Hà Rê, đến từ Quảng Ngãi. Em cũng có kênh YouTube là gì? Em là Huyền Hờ Rê. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi à? Yeah. Tiếp theo nào? Mình xin chào tất cả ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh của Tama TV cùng với kênh của anh Hải Sapa TV. Mình tên là Lấp, đến từ miền Tây Trà Vinh, năm nay là 37 tuổi, có kênh YouTube là Vợ Chồng Bé Bỏng. Chồng đâu?
Tại chồng à, chồng đã trốn ở kia tác nghiệp rồi, cẩn thận ông mất vợ đi chơi, nhìn hay nha, nhìn đi đừng có đùa. Rồi tiếp anh còn dạ, anh này. Em là Tài Tí Tẹo, quê ở Sóc Trăng, năm nay em 23 tuổi, chắc bằng như bằng máu đệ đồng niên ạ. Hai anh em đồng niên bắt tay cả nhau cả. Làm riêng với nhau ba chén đầy. Kênh YouTube của bạn tên là gì? Là Tài Tí Tẹo luôn ạ. Tài Tí Tẹo. Còn chị? Dạ, em xin chào cả nhà đang xem kênh Tâm Mau TV. Em là bé Hạt Tiêu, em đến từ Nghệ An, em 24 tuổi ạ. Còn chị nữa nhỉ? Dạ, xin chào tất cả ông bà cô chú anh chị đang xem trên kênh của Tâm Mau TV và trên kênh của anh Hải Sa Ba TV nha. Em tên là Cô Chủ Nhỏ, đến từ Cà Mau và 33 tuổi. Hiện em có kênh YouTube là Cô Chủ Nhỏ luôn ạ. Cô Chủ Nhỏ. Cho chàng pháo tay. Cảm ơn mọi người hôm nay ghé qua chơi cùng anh em Tam Mau. Huyền Hà Rê đã giới thiệu chưa? Dạ rồi. Cô dâu quan trọng nhất đấy nhé. Mọi người vào trong nhà chơi rồi xuống đi xuống dưới khu này đã chuẩn bị sẵn ẩm thực. Tí nữa xuống đây mọi người câu cá rồi làm ẩm thực cũng được. Có vịt làm ẩm thực nhá. Nhưng mà từ từ em nhà gái giới thiệu rồi mà em chả cho nhà trai giới thiệu gì cả. Đầu tiên tự giới thiệu bước lên trên. Nhà trai. Giới thiệu đi. Chú chào tất cả mọi người. Em tên là Hồ Văn Mạnh, em sinh năm 2005 đến từ Nam Định ạ. Em là Hồ. Còn là Mao Đệ chắc mọi người biết rồi. Thôi mà phải giới thiệu sơ bộ phát nhỉ. Không phải đâu, cứ nhìn thấy người đẹp phát là Mao Đệ nó cứ run. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mao Đệ tên là Dung, sinh năm 2000, quê ở đây ạ. Quê ở đây à? Ở đâu? Tản Linh Ba Vì. Ba Vì của con bò vàng. Rồi, ok. Đi. Xuống câu cá, xuống câu cá. Ok đấy. Nhưng mà cảm giác như lần này về gặp Mao Đệ là thứ nhất là Mao Đệ cao hơn một chút này. Thứ hai nữa là Mao Đệ đang hình như là vỡ tiếng. Đúng không? Hình như là dậy thì. Dậy thì. Đấy. Nên là sau cái pha dậy thì này là ok rồi đấy. Ê, cẩn thận. Chưa chi mà nó đòi vùi hoa dập liễu rồi. Con chào bà nhá. Con chào bà. Nè. Ô cắt cỏ này để. Chúng ơi, vịt cho nó mập nó mới chưa? Hả? Chặt hết đầu đến. Con chào bà. Chặt đi không à nó ấy. Dạ. Mẹ ơi, cho cá ăn chưa? Đúng không? Mày quá bà, cho nó ăn thì biết bao giờ bắt được. Vượng hay đi về móc cho anh ít con dung. Không biết bà nhớ nhầm ai không, bà bảo là ông ngoại hôm nay không xuống à? Ông ngoại. Anh Hải Sapa mà. Hôm trước để cho ông ngoại xuống đây à? Không phải, đấy là chị đấy. Chết rồi, đưa ông ngoại nào xuống đây. Bà nhớ nhầm, bà đưa ông ngoại rồi, hỏng hình rồi. Giới thiệu mọi người, đây là cái khu làm ẩm thực của anh em Tam Mau. Với lại những cái quay đồ ăn vlog. Chưa gọi thả mấy con cá sấu ở đây mà. Đấy, cá sấu thì thế rồi. Cá sấu thì thế rồi. Rồi, cái này là cái gì? Cái này đẹp thế nhỉ? Vâng, giếng ạ. Cái giếng này. Em đang thiết kế lại dần. Đẹp quá nhỉ. Cây cối rồi mời mấy thứ nữa. Đây cái chảo này là chuyên đầu thằng Cố à em? Vâng, tí nữa làm một chảo vịt. Đi xuống chảy khế nhỉ? Đi. Nấu khế. Vịt om khế. Vịt om khế với rừng đi. Om khế cùng đi. Này, trong này nó gọi là cái gì nhỉ? Đại bản doanh à? Đây là biệt phủ đấy, đây là toàn những video gọi là triệu view ở đây đấy. Anh Hải ơi, đỡ lại anh Hải ơi. Đây. Úi. Câu cá xong rồi cho vào đây nướng. Cho vào đây á. Cho vào đây nướng cái này. Anh thấy cái lò này giống cái lò gì không? Cái này là giống lò nướng pizza á. Ôi, nó đưa ra đưa vào này anh thấy nó giống kiểu mà cái chỗ mà một cõi đi về đúng không? Trước kia là chỗ này là chỗ vương quốc của hai em cá sấu này. Yeah, lên đường rồi. Cá này giống lá vàng
Em làm những cái chuồng này em nuôi những con gì đấy? Trước bọn em nuôi gà, gà tre với cả nuôi chim ạ. À, đợt này em có đi nuôi cái con gà trọi không? Ờ nhưng mà hình như là... Ui. Em ơi. Nhưng mà từ từ. Hình như là mình thấy có gì sai sai các bạn ạ. Cây khế là cây khế mọc nhà bên cạnh. Anh. Nó sang nhà mình là... À, có nghĩa là cây khế này nó là nhà hàng xóm nhưng mà nó sang nhà mình thì là của nhà mình. À. Đây đề nghị anh chị em vào đây vặt khế khẩn trương. À. Thật ra là xin rồi nhưng mà chủ vắng nhà. Mình cứ vặt xong xin sau. À. Sang Ấy đừng cho. Đấy, khế rất là nhiều luôn. À bứt đi, bứt đi. Bứt đi nào. Em bứt khỏe vào. Đang bứt là gặp con vịt vàng. Ôi à, trèo trèo lên luôn à? Wow, wow. Cái này khế chua. Chua chua, cây chua này có giá trị đấy nhỉ, đẹp. Quá trời trái luôn nhỉ. Ôi. À, rơi vào đầu là ngất luôn đấy. Huyền ơi, Huyền ơi, cẩn thận không mà Huyền dính quả khế này. Đây mau đợi đây anh có quả khế này. Dính quả này. 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 Huyền ơi, Huyền mà dính quả khế này là hỏng hình luôn đây này. Này, Huyền bỏ vũ ra cho thoáng. Ta lủm đầu. Ta lủm đầu em không mau. Ôi sao này? Sao này giật? Sao lại giật cái cây nhót này xuống thế này? Biết cái này cây gì không? Hả? Cái này cây nhót đấy. Biết quả nhót không? Wow, này, tặng Huyền quả nhá. Không. Chị Úc ăn cho nhân nhân lớn. À. Tặng Huyền đấy. Bây giờ đây anh xem nào. Khế này là khế ngọt mà. Anh nghe thử ăn trước nhá. Ngọt. Ngọt đấy. Ngọt lắm. Em ơi, làm miếng không? Nào, mỗi người làm miếng, mỗi người làm muối. Mình cũng đang tử chứ. Nhưng mà rõ ràng mình biết là cái chua là cái chua lên cái đấy. Chua lên thật lắm. Chua lắm anh em ạ. Nhưng mà thực sự à. Chua luôn á. Wow. Anh Hải ăn rồi chảy hết cả nước bọt nhỉ. Mua nước bọt quá trời rồi này. Chị thì chua thì chị cũng chịu luôn. Ơ sao lại dép của bạn nào đây? Lại tìm thấy đây. Thua quá. Ơi, trên kia sai chưa kìa? Anh em nhìn thấy sai không? Chắc. Bên kia không sai bằng cành bên mình đâu. Đúng rồi. Bên kia người ta chảy hết. Thế là trên đằng đây là người ta không chảy. Bên mình rất tốt. Dễ ăn trong cái này là tốt hơn. Có cái lóc chảy à? Chắc được rồi á, nhiều phết rồi đây. Rồi, ok. Thế đâu? À, không chua quá, khó ăn. Nào, khênh lên. Nào, các bạn khênh đi. À. Nào, biệt đội. Biệt đội Sư Tư Hoan, đứng vào đây để anh chụp một kiểu ảnh như nào. Đây. Ở nhà là ăn uống này, ăn uống nhẹ nhàng này, đạm bạc này thôi. Nào, 1, 2, 3. Nào, ok. Get go. Anh mau ca khênh cho. Mấy đứa đi trước đi. Không là nó vướng cái này không nhìn thấy lại dẫm vào chân. Ôi lại có những quả trùm khế nó ra mấy chục quả ở một cành luôn nhỉ. Ờ, bây giờ làm vẫn được mà em ôm che vào. Ở đây nhỉ? Ồ. Hả? Chết rồi. Ờ, con này, con này bị rắn cắn hay bị sao ấy? Bị thương. Cái chỗ này là chỗ câu cá. Thôi đi lên đây đi. Đi lên nào các bạn ơi. Đi lên núi đây, nào. Đây, đi lên núi này. Các bạn ơi, đây mình đi đường này. Về lên được không? Xong chưa chú ơi? Chú ơi xong chưa? Rồi, đem đi cái này. Cái này với nhau. Tật băm băm. Đấy, đây mọi người tí nữa là mỗi người một con hay là cho vào xào cả con anh nhỉ? À, thôi, chặt ra chứ ai xào cả con. Thế thì chia làm 4. À. À. Wow. Chia làm 4 đi nhỉ? Chia làm 4 đi. Hôm nay là mau đệ tiếp anh em là bao nhiêu con vịt đấy? À, hơn chục con ạ. Hơn chục con. Mà giờ bao nhiêu cân thì nó dễ? Tổng là 38 cân ạ. 38 cân thế thì 40 cân. Đấy, để cả miếng này nhá. Ok. Ok. Mỗi đấy. Người hôm nay là phải ăn hết 4 cân thịt. Đúng rồi. Mỗi người ăn hết 4 cân thịt. Em không hết mang về được không? Được. Được. Mang về luôn làm kỷ niệm. Chơi siêu to khổng lồ đi.
mình chặt làm tư thôi. À. Không để cả con nhưng mà sẽ chặt cả tư. À, vịt này nhà em nuôi bao nhiêu lâu rồi? Dạ. Vịt này nuôi được bao lâu? Vịt này em nuôi được khoảng tầm hơn một ngày. Hơn ngày. Ừ. Từ sáng bây giờ. Từ sáng là nuôi là đến. Từ tối hôm qua. Nhưng mà anh hỏi chút là cái dao này là giờ vẫn bán chứ à? Vâng, em vẫn bán dao ấy. Bên Mau Đề là sẽ đang kinh doanh cái mặt hàng gọi là dao. Rất là sắc luôn. Dao. Đây là dao thép trắng của Nhật Bản. À. Cái này chặt nó không bị gì đâu nhỉ, để ướt đi. Cái này là nó không gì ạ. Mấy tuần này lên. Ôi thôi chết mẹ rồi. Này. Cá nó lôi ra tận kia rồi. Anh đi ngược lại, anh đi vào đằng kia đi ngược lại. Ơi, đưa cá rồi. Woo. Mình làm món này là món gì nhỉ? Người ta làm vịt là om sấu nhưng mà mình chơi sấu om vịt. Vịt om khế. À, vịt om khế. Đấy. Uầy, quên rồi. Anh xem ở chỗ kia có quả ớt nào không? Mọi người có ăn được cay không? Một ít ít thì được. Ít ít thì được à? Thế cho một hai quả, vài quả vào cho nó thơm nhỉ. Đấy, anh lấy cái kéo hay con dao xẻo nó vào đấy. Xẻo ớt vào đây. Ngày xưa là Mao Đệ, Mao Ca là cũng là đầu bếp của nhà hàng ấy chứ. Nhưng mà thấy Mao Đệ kể là hình như là ăn vụng sao nên là nó đuổi. Nhà hàng gọi là vỉa hè sinh viên. À. Nhưng mà chỉ được chân nhặt rau thôi, rửa bát thôi anh ạ. Tưởng đầu bếp. Đầu bếp nó nghe nó hơi căng thẳng. Ôi, cái này... À, tại thằng Trung nó ném từ trên tầng xuống nó vỡ. Đây, món chính đây. À. Ướp sẵn rồi nhá. Rồi. Rồi, anh bê hộ em đây. Nào. À. Ôm xấu, có ôm khế, chứ tao không lo luôn. Nhìn hấp dẫn đấy nhỉ. Nhưng mà phải nói là anh em Mau Đệ, Mau Ca là có cái nước sốt rất là ngon nhá. Quả này không đấy được, mình phải chơi quả khác. Đây. Chuyên dụng. Ôi ôi trơn. Ôi à. Ây à. Nhìn hấp dẫn nhá. Tí nữa mỗi người phải một miếng, không ăn hết là không được về. Một miếng này có nửa cân thôi, ít nhất là nửa cân đến một cân. Không ăn được đem về không anh? Được. Bỏ vào bụng mang về. Rồi, ok, bây giờ chỉ om nó thôi. À. Ui à. Giống kiểu Lý Tử Thất Trung Quốc nhỉ? Nhưng mà là Lý Tử Cường. Đấy, Lý này là họ Lý này nó hơi lạ. Ok, đi lên ăn bưởi nhỉ? À, đi bây giờ thì mình sẽ đi ra nhà vườn chảy bưởi để về làm món tráng miệng. À. Bưởi nhà em thì bây giờ còn nhiều lắm, mà nhiều lá. Mới lại nhiều hoa. Bình thường là anh em đến là cứ bể cả tải, thế nên là bây giờ hết. Còn có mỗi lá không? À đâu, còn quả kia anh.
Nhưng mà Ly lên trên này rất là nhiều bưởi, bạt ngàn bưởi luôn. Ai chà chà, đội này có cái ô uy tín nhỉ. Lên đấy bạt ngàn bưởi luôn nhá. Đấy. À, về đây mọi người thấy cái gì không? Chào các bác nhá. Chào bác nhá. Nhà nào ở đây có một cái vườn rau rất là uy tín luôn. Rau và bưởi. À, cây cau này. Bác, cháu vào, cháu chảy mấy quả bưởi lắm nhá. Vâng, vâng. Chào bác nhá. Vâng. Toàn bưởi cổ thụ thôi. Đấy, mọi người nhìn đến cây kia không? Khoảng vài chục năm rồi. Cây rơm kìa. Cây bưởi vài chục năm rồi. À, cây bưởi năm. Bưởi này giống như kiểu bưởi Tết đấy nhỉ? Đấy. Bưởi Tết á, bưởi Tết mà. À. Bưởi chủ yếu này là để bán Tết. Bán dịp Tết đúng không? Vâng. Nhưng bây giờ ăn được chưa? Ăn được rồi, quá ngon rồi. Đây mọi người vào đi. Anh em vào đi. Vào để đóng cửa không gà nó ra. Vào đi để đóng cửa không gà nó ra. Khánh ơi, mày chạy ra ngoài gọi chị Tuyên ra đây để chị gọt bưởi cho mọi người ăn. Ui, tha hồ bưởi này. Đấy. À, mọi người tự hái tự xử lý đi. Bây giờ nhưng mà mọi người biết là quả nào chín không? Quả nào cũng chín rồi. Ôi quả này vàng, anh thấy vàng này. À, chính ra là đây này, anh thấy là bưởi bưởi diễn này. Nhưng mà em chả rõ lắm đâu. À, chính ra những cái quả rụng này mới ngon này. À. Bưởi nó phải để héo héo cái vỏ ấy thì nó ngọt lắm. À. À. Đâu em mau ca thử gọt quả nào. Đấy, sợ. Ở đây rất là tuyệt vời nhá. Ở đây mọi người thấy không? Ở dưới này, dưới những cái cây bưởi này là rất là nhiều gà. Đấy. Đây. Đây này. Ra khu này cho nó rộng rộng, nó bổ thử quả nhá. Ê. Đấy. Thơm lắm. Đã nhờ. Đây mai vô vườn bưởi thì được mau ca gọt bưởi cho cả nhóm ăn. Thôi anh mau ca hái hai trái. Đâu, một trái rụng. Kia kìa, ra kia nhiều cái rơi lắm. Nhiều lắm. Rồi lấy mấy quả rơi. Ra nhặt hết mấy cái quả rơi vào đây, quả rơi với lại quả ngon đấy. Hái nhiều cứ hái thoải mái đi. Thôi hái hai trái thôi cho đủ. À hai trái cho nó đủ đấy, kìa chưa. Đây anh bóc đi. Ừ. Em bừa quả rụng thử xem nào. Thường thì mấy quả rụng ngon hơn. Bưởi này người ta phải đáng lẽ ra là hái còn để gầm giường. Để gầm giường thì nó thối, để cao lên đấy, gác lên đấy. Thì nó teo cái vỏ lại ấy, ăn nó mới ngọt. Chú ơi, chú có thể vặt cho con mấy quả chín được không chú? Đấy, cháu cứ vặt quả nào rồi nó ăn được rồi. À thế ạ. Lấy mấy quả rụng vào đây, đấy quả này rụng đúng không? Ôi quả này ngon này. Quả này rụng đúng không? Đúng rồi. Quả rụng à? Là nó đúng rồi. À. Đúng nghĩa là đúng rồi. Quả rụng mới ngon. Hàng dễ vỡ không nên mạnh tay. Đây, mọi người. Đấy. Đây. Đây, thử quả to này. Ra đây. Cái là đổ hơi rồi, cái kia. Bố là chuyên gia bóc bưởi mà. À, bố chuyên gia bóc bưởi nhưng mà là bóc xong rồi trả tiền. Cả nhà ăn bưởi. Ngọt lắm bà cô chú ơi. Ngọt chưa? Bưởi diễn thơm. Bưởi này bưởi gì không? Bưởi diễn này à? Ấy, quả này mới ngon đấy. Quả này mới ngon. Đẳng cấp. Bữa ra mắt biết này. Ấy. À, quả xanh mới ngon à? Quả này là giống khác. À, giống khác à? Vâng. Thôi không mang ít muối đi. Bữa diễn khác. Nó ngọt quá rồi, không cần muối đâu. Ngọt quá. Đây, quả này ngon này. Thử xem nào. Ngọt quá. Ngọt quá. Ngọt mà mỏng nước nữa. Ủa. Mời mọi người nhá. Mời anh em nhá. Anh em mình đây là đi hái bưởi nhưng mà ăn vụng trước. Tí nữa về kia thì. Đây, Huyền đến đây anh lấy cho. Tí về nhà mọi người mời ăn nữa thôi, nãy đi vườn hái mệt quá không ăn được. Đây. À. Bác bảo quả này mình ngon này. Thử xem nào. Nhiều hạt ha, cái này nhiều hạt ha. Thử nào. Ngon không?
Ngọt không? Dạ, có. Ừ. Ngọt. Nói không nên lời nữa. Đang hút nước bưởi. Mau đệ với lại chị Tuyên là đang mải câu cá. Ngọt hả? Ngọt lắm. Đây, quả này chủ nhà giới thiệu là ngon. Này, cú đây ra đây. Em xin dạ rồi, em xin dạ rồi. Cái gì để nước lên đây nha. Trời ơi. Mời cả nhà nha. À, thử cái quả mới là ngọt. Đây, thử quả chủ nhà giới thiệu nào. Nó ngọt nha. Ăn ngon bé. Đây, đây, anh lấy cái này. Ngọt lắm. Ui, quả này nhìn nó có vẻ là thịt trước của nó. Không ăn thua lắm. Nhưng mà không biết ngon không. Rồi nha, mời anh em nha. Mát hơn. Ừ, à, mát hơn. Nhiều nước hơn. Cũng ngọt ạ. Bữa này ngon hơn thật. Bữa ngon hơn đấy. Bữa ngon hơn. Mấy đứa lấy xanh này ngon hơn. Quả xanh ấy ngon hơn quả vàng. Quả bác cái trời cây nào nhỉ? Bữa xanh ngon hơn. Lần đây em lấy cho. Đây. Mau mau ca là chín mấy nhỉ? Em 91. À. 91 bằng cái áo hồng này, nó bằng áo hồng này. À, áo hồng cũng 91 à? À, ừ. Đồng niên. Bằng tuổi năm rưỡi mà ăn đấy. Ừ. Bây giờ ai bắt được con gà nào để về cho con gà đấy. Nó một người ra gà đuổi gà đấy. Không đuổi được, nó bay ra bên kia là mất của bác. Nó đuổi. Nó bay hàng xóm mất ngay không? Bay mất. Không được. Làm ngủ trên cây nó bay lắm. Ồ, ăn nó mát. Đấy, tối nó ngủ cả trên cây bưởi mà. À. Thôi nào. Vào chuồng. Bưởi nó ngọt. Đi, mình lại xuống dưới đi. Đây. Không là cháy nhặt, mất nhặt, nồi. Nhặt mấy quả đi. Không cháy mất nồi kia rồi. Chụp mấy tấm hình ăn. Ừ. À. Ngồi chụp ảnh em. Đâu vừa mặt cây nào nhỉ? Cây này. Cây nào cháy nhiều mấy đứa mày cứ mặt bưởi đấy nhá. Anh phải đi hái quả bưởi ngon này. Mang về cho vợ. Chụp hình chưa? Chụp hình chưa? Dạ rồi. Đây, cậu cầm cho mình quả bưởi này. Kiếm quả này ngon ngon mang về cho vợ không tí nữa. Đấy, quả xanh xanh lúc nãy hình như bác ấy vừa vặt cây này đấy. Đâu? Đấy. Đây nào nhỉ? Đây. Đây này. Này. Đấy, đúng rồi. Nào, thằng nào bắt cái này nè, chụp này. Này, chụp này. Này, tiếp này. Được không? Không bao giờ được. Yeah, oh yeah. Yeah. Good baby. Thành thành như cái này ngon này. À. Cái đó ngọt đó. Đây à? Được không? Được. Rồi, lên cô. Ê, lên cô, lên cô. Vườn rộng giao thưa. Khó đuổi gà. Khó đuổi gà. Dạ. Ngon quá chú ạ. Tuyệt vời. À, thôi cháu xin phép chú về để giải quyết cái đống nồi kia đã. Cháu lấy tầm chục quả cả ăn xong cháu gửi sau nha bác nhá. Vâng vâng. Ở đây mọi người thường ít bán lắm, toàn là kiểu cho nhau ăn đấy. Dạ. Người bán không được bao nhiêu à? Mấy nhà nào có một vườn thì bán cho ai? Cũng giống như kiểu hôm nay Huyền ấy. Đấy, xinh gái lên mấy thì phải ra gặp Mau Đệ. Hôm nay cũng xinh gái ra nhà. À. Răng khảnh ấy nha. Nhưng mà anh bảo này, thế bây giờ kết chưa, kết chưa? Hả? À. Thấy sao? À. Mau Đệ thấy sao? Dạ. Kết chưa, kết chưa?
Kết lắm rồi anh ạ. Kết lắm rồi. Vào việc, vào việc. Phải trong quá trình tìm hiểu giống cái chương trình gì ấy nhỉ? Ừ. Bạn muốn hẹn hò đây, như anh Quang Linh ấy. Ừ. Nghe chừng là quả kèo này là ông Mai vào mối là dễ làm việc ở đây, bởi vì hai bên là cũng cơ bản là thuận buồm xuôi gió rồi. Đấy. Tí nữa là đưa sang ra mắt mẹ chồng nhá. Về nhà sau này là mẹ chồng bán thuốc cho mẹ. Mẹ chồng là chuyên bán thuốc nam đấy. Ừ. Đỉnh lắm đấy. Cắt cái này nhá. Đây, bao đệ gọt cho em nó đi. Lấy cho mình phải ga lăng một tí ông. Thế ngồi. Ừ. Thằng hổ đâu rồi? Đây. Mang sang cho người đẹp bên kia đi, nhanh lên. Cái đội này kém thức ấy, không ga lăng như nào cả. Đây này, mấy đứa nhìn nhìn. Em chưa có bằng lái. Đây này, hai ông hổ với cả ông mao đệ nhìn học cái này. Em ơi, anh đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? À, đây này, nhìn mà lần sau mà học lần nữa này. Đây, há mồm ra. Mẹ em. À. Ngon, ngọt. Em cũng nhận bưởi ngọt. Anh lấy ngoài bưởi nó ngọt, bây giờ mua ăn ngoài cây. Ngoài cây. Đây ngọt. Nãy ở ngoài vườn chả ngọt ha. Đúng rồi. À, vừa lúc nãy ăn ở ngoài vườn là không ngọt mà có hổ mang ra phát ngọt lừ ngay. Ảo tất đấy nhỉ. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Đây đây, cái cá này. Ơi, cá ơi, giỏi đấy. Xem lại mắt cá thôi. Bây giờ tình yêu nó đang tràn ngập rồi, mày không cá mú gì đây cả. Ừ. Này chỉ có bưởi thôi. Ngọt quá. Mình đang khát nước kìa. Em câu được 6 con cá rồi đấy. Yeah. Em câu luôn. Em câu cả được cả chép vàng nữa mà. Bọn anh thì câu được một đống bưởi luôn. Anh Hải cho anh câu bưởi nha. Câu cá thì không được. Câu được bưởi cái quên hết tất cả rồi. Ừ. Wow, còn thế nhỉ? Ở đây hai đứa trao đổi số điện thoại các kiểu chưa? Tên số chưa? Zalo bùm bùm đấy chứ? Xin số rồi anh ạ. À, xin số rồi thế. Wow. Nhanh lắm. Ok, món vịt đã xong rồi nhá mọi người nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah. Wow. Rồi. Chín chưa? Chín chưa? Chín rồi. Nhún cái đùi ra rồi. Nhưng mà nhìn hấp dẫn nhỉ? Thơm thế anh nhỉ? Thơm không? Thơm không? Lần đầu tiên thấy nấu ăn như kiểu vùng cao vậy. Nhung ăn xẻng xúc đây. Như kiểu là xúc xi măng đi xây nhà. Cái mùi nó rất là thơm luôn em ạ. Nhưng mà tí nữa phải có cái gì để cho anh cái nước này nhá. Ok anh. Nước này mà chan cơm ngon lắm đây này. Đúng rồi. Nước khế với cái ngọt, cái vị ngọt của cái con vịt nó tiết ra ấy. Cái này phải lấy muối mà. Người ta gọi là khôn ăn cái dạy ăn nước à? Mà anh cứ thích ăn nước. Bún mà dưới vào. Tí nữa chị ra mua bún. Hay là bây giờ mua mì tôm Thảo đây nhỉ? Chuẩn đấy. Thả mì tôm mới là chuẩn đấy. Thôi thì có cơm anh ạ. Có cơm không? Có cơm. Thì ăn cơm. Cái này chỗ này mà chế biến làm cỗ mà cưới mao đệ các kiểu phải được mấy trăm âm ấy nhỉ. À. Ê, bóp tích à. Mao đệ sắp cưới rồi. Mà làm sao lại duyên lại bén thế, những ngày tuổi rồi. Gì lại gặp được bọn em ngay. Ok nào. Ôi. Hơi không, bê được anh ạ. À, anh Hải bê cho em một cái. Để anh bê cho. Đấy, chị Tuyên để em bê cái đấy cho. Ui. Nào, ra chiến đi. Chiến trước đấy.
Chết đấy, chết đấy. Các em ơi, cẩn thận ngã nhá. Ôi! Bây giờ nặng mà quá. Rơi xuống là nó đấm cho nhấc người đấy. Nặng quá, nặng quá, nặng quá. Nào, nước sôi, nước sôi. Ôi giời. Ngon. Nặng ui, quá. Ui thơm đấy nhỉ. Thơm quá, thơm quá. Cá nữa chứ anh nhỉ? Có chứ, chiên cá thì cũng bia chứ. À, cá từ từ để vớt cái kia ra đã. Cái này à, phải để nó nguội một chút, không rồi các bạn này là bỏng, các bạn không sơi được đâu. Đúng rồi. Ừ. Để đây nguội tí mình vào chiên cá đi. Đi. Đề nghị tất cả anh chị em mà đứng xa chào mơ nhá. Các cầu thủ đâu nhỉ? Ai ai câu được cá nhỉ? Em câu được cá mấy con? Em được một con. Một con ra vào tự dán một con. Mấy con? Em câu được rồi. Cầu thủ đi ra ngoài đi. Chị được mấy con? Ba con. Ba con, chị dán ba con đi. Cửa chị tí nữa chị được ăn ba con. Ai không câu được cá thì nhịn rồi. À, nhưng mà sao câu quá? Câu luôn cả cá coi của Mau Đệ này. Đây, đây, đây này. Ông công ông táo đúng không? Ông công ông táo thì cũng đấy. Thế con nào mà to nhất là con mình câu á. Đã thế đấy mọi người ơi. Nhưng mà nghe chừng là câu luôn cả ông công ông táo này là thôi được. Đầu tháng đấy. Câu được cá vàng là cả tháng vàng luôn ấy. À, vàng tiền. Vàng tiền. Thế chứ lên đâu mới biết cá mèo cái nhà này đẳng cấp luôn. Rồi. Đúng rồi, nãy câu được cá vàng chứ vàng tiền thiệt. Vàng mắt. Rồi, khả năng làm mà hai mẻ cho nó ngon. Cứ làm một mẻ thôi, cho hết rồi, cho nó nhanh. Dạ. Nhanh mà. Nhanh mà. Đâu rồi, mình cứ cho vào đây không sao đâu. Đâu rồi. Cho vào nó dính, dính vào nhau. Nó dính nhau, nó dính hết vào nhau. Mà nói thì nói là một trong những anh em Tama TV là một trong những kênh mà quay ẩm thực là nấu đồ ăn rất là ngon luôn. Ừ. Anh Hải khen bằng thừa. Nấu ra thả ra chó nó không ăn được. Đấy là một số món thôi. À, một số món thôi đúng không? Tại vì mình cố tình nấu cho chó. À. Còn những món nó kinh khủng lắm anh ạ. Ờ. Thôi đừng chạm vào. Kệ cho nó giả. Đây là toàn những cái chuyên gia rồi. À. Không biết thì... Ê. Dựa cột mà nghe đó. Cái le te rồi. À, chào người đẹp. Mama chơi. Ừ. Tí nữa lại tỉ thí đi nhỉ? Yếu á. Yếu, lần nào gặp bảo gặp anh để tỉ thí mà. Giới thiệu với các em, đây là người yêu của anh Mau Đệ nhá. Mau Ca. À, Mau Ca. Vợ. Người yêu ơi. Vợ, đâu? Vợ anh còn đang giấu, đang tuyển. Vợ đang giấu, đang tuyển thôi. Đây người yêu. Người Mau Ca. Ừ. Đủ lửa. Công nhận là dao nhà Mau Đệ là Mau Ca là rất là đa dụng luôn nhỉ. Vừa mổ cá xong lại chặt củi các kiểu. Cái này là combo nào đây? Bình thường là không nên đem chặt củi. À. Nhưng mà tiện thôi. Tiện. Ui, chặt luôn cả cái củi to này nữa. Cái này chặt nó hại dao. Mình cứ tiện thì mình dùng. Dao chặt là cái chuyên dao chặt. À. Cái này chỉ chặt gà vịt, xương lợn, chân giò thôi. Đừng chặt củi, phí. Không, chặt cùi mà mẻ là chuyện gì. Đây là chặt vào bê tông thì không sao này, anh thử cho mình xem nhé. Trong buổi đại tiệc ngày hôm nay thì không thể thiếu được là bia Camel. Camel. À, cảm ơn hãng bia Camel đã đồng hành tài trợ anh em mình bia để hôm nay anh em mình say nhá. Không, tất cả cũng bia Camel hết đi hôm nay. Camel, tức là hôm nay kia đi, sâu một tí đi. Lên đây là sâu một tí đi. Các em cứ bỏ bia ra đi, chị pha chẩm chéo để chấm nhá. Dạ, dạ. Chẩm chéo không có gì thay đổi, gần Tết rồi giá vẫn không tăng nhá. Vẫn 100 ngàn một lọ cả nhà. 100 ngàn những một lọ. Những ai xem được video clip này thì mua 3 lọ, em Tuyên tặng 1 lọ nhá. Thế là... Còn thịt trâu các bếp mua 3 cân thịt trâu, tặng 1kg thịt trâu và thêm 1 lọ chẩm chéo. Ây dạ. Còn ai mua 1kg trâu em bán nhà. 2 lọ chẩm chéo luôn. Ui ồ. Còn nếu ai không thích tặng 2 lọ chẩm chéo, em tặng 1 lạng củ hũ dừa. Bây giờ là về xào, về làm nộm đều được. Ồ, làm quà thế. Clip thôi mới được.
Nhưng mà mua qua đâu chị? À này. Mua gọi bằng số điện thoại, bây giờ nhiều link giả mạo lắm. Liên hệ số hotline 0974686389 hoặc truy cập vào website sapatv.vn nha. Không nhưng mà có khi là bây giờ như này anh tính rồi. Khi là anh em mình phải kết hợp quả là bán thịt trâu qua bếp, tặng dao. Có nó uy tín. Dao về mổ trâu. Cái này để nghiên cứu bạn nhé. Nghiên cứu anh em sẽ kết hợp. Mua một cân trâu gác bếp, một cân trâu gác bếp là anh đang bán 1 triệu à? Ừ. Thế tặng một bộ dao 700. Thế thì vỡ mồm. À 620, bộ dao của em còn 620 thôi. À vậy. Đấy, tặng một bộ dao 620. Đây lấy luôn cái nước vịt này này, nước. Xong rồi anh em mình chia đôi tiền lỗ. Ừ. Cái này thì anh em mình sẽ tính toán là xem mua bao nhiêu bộ dao thì được tặng 1 kg trâu hoặc là mua bao nhiêu kg trâu sẽ được tặng một bộ dao. Đấy. Sao mặt nghiêm nữa? Đây. Rồi ok, nóng thì là đây đôi em à. Đây, đôi trai. Con hít này, đổi chỗ. Không, đổi em ngồi đây với hổ em một đôi. À không, hổ cái gì? Hổ đây này. Sang đây, sang đây, sang đây. Quên. Xin lỗi chưa? Đây, đổi chỗ em một. À. Anh em này, anh em chấm cầm cháo bên đấy này. Vâng, ok. Mấy chị em mình cháo quay ngại luôn rồi. Hôm nay thêm một bát nữa. Đấy, là quên bên. Anh không dặn em làm tí óc lợn ừ. Đây này, cái bỏ ra nó sánh nó quánh cái này còn moi. Dặn em làm tí óc lợn thì ngon. Chứ đừng có mua phải hàng giả mà bảo là lắc như này được hoặc là một toàn súp là không phải đâu. Nó trộn nó sánh như này. Thực ra là ở trên cái này ấy, thì nó gọi là cái gì nhỉ? Tiền nào của đấy. À. Nên là nếu mà các bạn là cứ muốn bỏ ra một số tiền ít mà để đạt được một cái chất lượng tương xứng thì nó rất là khó. Đấy. Chắc đầy một tí, chắc đầy. Thôi anh em mình mở bia đi, có chưa? Đấy có bia hay không rượu? Thằng Hổ có làm tí không em? Đấy. Hổ mà lại không làm tí cay cay à? Cay cay thì hơi... Đâu em... Huyền Honey. Hờ re. Đây để anh mở cho. Đội này không đủ khả năng công lực. Không đủ công lực của làm bia. Dạ. Không, mỗi người một lon, cứ cầm đi. Mỗi người một lon. Không uống hết được thì... Cho anh mê em luôn. Nhưng mà nếu mà uống nhiều mà lái xe ấy, thì là gì biết không? Công đó. An cho mời em lên. À. Chị Tuyên vừa đọc là Camel cờ AML cho anh mê em luôn. Đúng rồi. À, đó chị phải nói rõ đấy. Anh Hải đọc là Công An mời em luôn. Mời em lên. Công An mời em lên. Camel đúng là hơi bị ẩn ý đấy. Công An mời em lên thì em bảo cái gì? Lúc em uống miệng. Lái cái xe chở chị đi mà tí nữa ra kia là thổi tuyết tuyết là bị dính. Đấy. Chị gọi là Công An mời em lên là chết. Nào. Ở nhà ơi. Ở nhà ơi. Đây. À đây ga lăng ở bên này mở. À, mau đệ mở cho mới uống cơ. À. À, cầm lên luôn. À. À. Anh em thông cảm nhé. Không cầm nổi cái ly bia. 1 2 3 vô. Anh em Tamao TV. Mai đi. Sapa TV. Mai đi. Mai đi. Nhưng mà biệt đội tiếng Hon nếu mà hô hết là khàn hết tiếng luôn đấy. Nhiều kênh quá. Trời ơi nó mát kìa, nó sướng thế. Thích. Phê phê phê. Để cân nào không đủ. Hai. À mỗi người một cái đùi nha, không ăn hết cái này nhá, đút túi mang về. Dạ. Và phải vác đút túi mang về đây. À mời bạn trước đi. Đây nhá. Đây mời chị này, chị ơi. Đấy. Trên này là ở trên này hay ăn thùng uống vại. Thế nên là hay chơi không cái... Em mời chị đâu nhá. Đấy. Đấy. Về mời, đây mời chị đúng rồi nhá. Em ngồi cạnh này này hơn 53 tuổi. Vẫn là đàn em. Không nhưng mà Mao Đệ nhà mình ấy là khả năng có rất nhiều những cái biệt tài. Câu cá bắn chim. Thậm chí là bây giờ chuyển lên phi công rồi. Lái máy bay. Đây là nào, chị đi. Bố nhầm cái đi. Nào, mời anh em cái đi. À, mấy con chim sẻ này thì mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Rồi, tại mời vì anh hôm em nay. Rồi, mời cả nhà đi. Mời mọi người mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Vô. 1, 2, 3, vô. Đâu, ăn chứ. Lại nào. 1, 2, 3, ăn. Ăn đi. Ngon anh ạ. Em phải ăn cái này này. Em cầm trước đi.
từ thuở bé đến bây giờ mà đây là lần đầu tiên Hải ăn là vịt om khế các bạn nhé. Vịt om khế của anh em Tama TV nha. Người ta om xấu mình om khế. Ok mà. Dạ ngon. Dễ ăn. Vị nó rất là ui. Này mới ngon này. Cái này ra làm tí chẩm chéo nữa. Ôi trời ơi. Này, cho nó cay cay nó phải mỡ mỡ thế này này. Đấy. Này có tí violon nữa. Đấy. Ôi ngập mồm. Ngon lắm nè. Xem dễ ăn miếng chẩm chéo này. Chua chua cái cay. Nhưng mà vị nó lạ nhỉ. Hổ đã bao giờ ăn cái món vịt om khế nhỉ? Chưa. Đây lần đầu tiên trong đời à? Gần như ở đây ai cũng lần đầu tiên trong đời. À. Mà cần đổ lon bia mà mọi người. Rồi, ok. Em chấm ở đây. Các bác nha. Ăn. Bác biết người đẹp đi kìa. Ăn đầu tiên ăn này các em là ăn kiểu gì nuốt kiểu gì nhưng mà phải giữ lại lưỡi nhá, không ngon quá lại tụt lưỡi là hết rồi. Lấy cái chỉ buộc cái lưỡi vào. Lát nữa ăn xong thì lịch trình các bạn ạ của anh em siêu biệt đội Tí Hon lại có một chút thay đổi rồi. Mới đầu là tính là đi tàu về để trải nghiệm. Nhưng sau phát là thấy anh chị anh bay về Sài Gòn thì thôi em cũng bay luôn. Bay giờ đang chuẩn bay à? Dạ. Thay đổi nhanh nhỉ? Đi em thấy đi tàu nó hơi bị lâu quá, thế là tụi em cũng không còn có sức khỏe nữa. Mệt. Mệt, tàu mệt lắm. Nên là tụi em đi về bằng bay đó, bằng đường bay. Sau khi gặp được người yêu phát là phải bay về gặp bố mẹ sớm luôn nói chuyện. Gốc quá rồi. Nào Mao đệ hôm nay cứ ngồi tủm tỉm cười thì mẹ là sướng. Quái quái. Cái chữ rau rồi ăn kèm à? Ừ. Anh nhà mình ấy là đại diện cho bên nhà giai. Đấy, Tuyên là đại diện cho bên nhà gái. Nhưng mà giờ này Chăn với Giao là bà phát triển cả hai mảng này mảng ấy luôn. Vâng. Chăn thì hết được rét này thôi. Chứ còn mùa hè làm sao bán được Chăn. Giao thì mãi mãi đúng không? Các bác trên kênh khán giả kênh Sao TV muốn mua các loại giao của anh em Mao Đệ, Mao Ca, Tam Bao TV. Giao chuẩn nhé, bởi vì trên thị trường bây giờ ấy, rất nhiều người làm giả. Mà làm giả thì các bạn biết rồi, nó về 3 hôm là nó rỉ luôn. Đấy, nên là mình có loại dao thép gì chống rỉ đúng không? Đúng rồi, dao thép trắng không rỉ. Vừa sắc, vừa không rỉ, vừa bền. Alo vào số nào để mua loại dao đấy nhỉ? 0981640046 0898640046 hoặc là 0911640046 Zalo nhé mọi người nhé. Đấy. Rồi anh em mình ấy, ai ở đây cũng bán hàng. Nhưng mà sợ mỗi cái đội làm giả nó mua chẳng may vô tình mua về phát nào riêng đúng rồi là có hỏng ngay riêng khán giả từ kênh Sapa TV và mấy kênh của biên đội Tí Hon thì sẽ được tặng thêm mài dao với lại dao gọt hoa quả nhá. Free ship toàn quốc. Trời căng thế nhở. Và bảo hành 6 tháng cong vênh sứt mẻ khi dùng đúng mục đích. Đấy. Thay mặt khán giả anh em mình cảm ơn anh Mao Ca, cái anh Mao Ca này là tên là Cường nhá, mấy đứa. Tên là Cường. Còn Mao Đệ tên là em Dũng. Mao Đệ là Dũng. 1, 2, 3. Yo. Đã nhỉ. Đây là lon lon khổng lồ mà giá Tí Hon nha anh em nhá. Giá thì là giá Tí Hon thôi mà lon là phải khổng lồ như Hải. Lon 500ml. Một lon này là bao nhiêu tiền này? Nhà mình đang bán là 320.000 một két 24 lon. Đấy, các bác mà còn mua thì alo vào số 0974686389 nhá. Bia của bên mình thì có đại lý ở trên mọi miền Tổ quốc. Lấy mật khẩu ở Sapa TV là ok luôn. Thế rẻ hơn bia thường. Và rẻ hơn mấy bia thường. Đâu đây? 500. Đang có chương trình khuyến mãi gọi là tri ân Sapa TV cũng như là mọi người ấy. Nó phải làm vài thùng về uống Tết. Wow. Không Tết là không Tết là không có bia mà mua. Cháy hàng. Cháy hàng thật mà. Cháy hàng mà. Em thì cháy hàng hết. Con vịt này béo này. Ngoài quay đều quay đều. Nhưng mà bộ dao là hơn 6.000 bộ à? 620.000. Anh nghĩ là chẩm chéo 100.000 một lọ, mua một bộ dao tặng một lọ chẩm chéo, anh nghĩ là ok đấy.
Anh em tính khả năng ok. Vừa có rau chặt thịt gà ăn. Chặt xong chấm. Chấm đúng không? Mọi người ăn cắn rau này giòn mà ngon lắm. Rau ở vườn luôn á. Mình quấn rồi. Nhưng mà hôm nào mình như các bạn biết rồi, mình đang ấp ủ một cái dự án rất là lớn, kinh thiên động địa. Như là anh sẽ mở một cái shop gọi là siêu to khổng lồ ở Hà Nội bên Sài Gòn. Sau đấy là hàng của anh em là tất cả là ký gửi về đấy hết. Nên là nó có thể là sẽ tốc độ nó mà mình giao hàng tận nơi ấy, nó nhanh hơn là cái tốc độ mà người ta mua online. Thì nó đỡ bị lừa. Đúng không? Cứ ra chỗ đấy chọn dao của ta Mao hay là của Út làm sản phẩm đồ hoa quả sấy khô hay mọi người. Đấy. Mình đang ấp ủ thế nhưng mà cũng chưa biết như thế nào vì là sức thì có hạn đấy. Kinh tế giờ đang suy thoái. Thì kinh tế suy thoái người ta ít mua dao nhỉ. Không có gì để chặt. Còn làm cho anh bắt nước mắm chấm tỏi, chuẩn bị chấm cá. Chấm cá đấy. Ăn vịt nhiều là. Nào, anh em mình làm tí đi. Cá chấm ở đây được luôn. Cả nhà ơi. Chúc mừng hai vợ chồng nhá. Ngon đấy. Ủa đây rồi ôi. Đây đặt luôn lên đây. Đặt luôn đây nhá. Hôm nay đặt là luôn. Ngoài có vịt chúng ta còn có cá nữa. Có mỗi một đĩa. Tất cả là tất cả đó chia. Nào, chia. Các bạn này cứ phải chia. hai ba người ăn chung một con. Đấy, thôi, cũng em được. Em với bạn này ăn chung đi. Đấy. Kinh nhỉ, hôm nay là bé Tiêu rất là mạnh dạn. Đấy, chơi đây cho tớ cho hai bạn. Nhưng mà bé Hà Tiêu ơi. Đây, chưa hai bạn ăn con bé thế kia. Là tụi em nhỏ, tụi em con bé. Bé Hà Tiêu ơi. Ui, anh bảo này. Nó về đái cơ. Thằng Hào hổ này là nó e thẹn lắm đấy. Nha, chị ăn được con cá vàng này phải trả lại chị con này đi. Đấy. Chị Tuyên bạn này mạnh lắm à. À, cưng à. Cho hai đứa em này một con. Đây đây. Dũng mời luôn. Ok. Ừ. Ui, ngon đấy nhỉ. Quá. Đùa. Chờ tí mắm tỏi nữa. Đây rồi mắm tỏi mắm. Ông nào mà rán cá này ngon thật đấy. Ông Đạt. Ông Đạt, Đạt vào ông Đạt vào uống riêng với anh Hải đi. Vâng. Wow, nên. Từ hôm mà ngã gãy răng hôm nay anh thấy đẹp trai bao nhiêu. Đấy chị ơi. Đấy, khoáng khoáng mà phát. Khoáng lên à. Đi uống riêng anh Hải. Hình như là hôm nay Đạt nó uống rượu xong nó quẹt phải mình phát là ngã gãy cái răng. Anh đi đạo tân đây đã. Em về nhá. Hết luôn à? Hết luôn. Nào anh em mình chơi đi. Ê, có món mới. Trời, 1, 2, 3, vô. Chơi có gì đây? Chết luôn anh ạ. Cái này mà mọi người có biết không? Ngatsumo uống 5 lon bia này. 5 lon thông. 5 lon thông mà chưa đến 1 phút hết vé luôn. 5 lon thì Em phải thấy 5 2 lít rưỡi. Mà uống nó cũng tốc độ luôn á. Nhưng mà nếu mà mọi người mà là không 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 gặp trực tiếp em Nga ấy thì mọi không người tin. Không tin nhưng mà anh em Mao Đệ với Mao Ca là tận mặt chứng tận kiến tận mắt rồi. Lúc đầu em cũng không tin đâu, cũng nghĩ là ăn quẻ nhưng không đến nỗi mức đấy. Thế em mới bảo là sắp kèo hai thanh niên trai tráng khỏe nhất làng. Nhưng mà đến đấy xem có dám mở mồm ra đâu. Có dám mở mồm ra. Bảo thôi em ốm. Hôm đấy bảo ốm hết đây, hôm nay thi đấu hào đấy. Hôm thi đấu hào đấy. Bảo ốm thôi. Thì thôi. Hôm đấy là ăn khiếp luôn. 150 con hào trong vòng 3 phút. Chưa 3 phút nhỉ? Làm gì đến? 2 phút mấy? 150 con rồi. 150 con. Ăn bao nhiêu con? Em con được nhiều. Nào hết đi. Ăn tao sống ấy. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là em Đạt. Biệt hiệu ở đây gọi là Đạt gì à, Mao Đệ? Đạt chó săn. Đạt chó săn. Sao lại đấy? Đang đấy cái tên. Mỗi anh em ở đây thì có một cái tên rất là yêu. Đấy. Nên là nói cho con gọi cho nó vui thôi. Đạt chó săn mấy cái gì nhỉ? Đạt chó săn vượng mán. Vượng mán. Đạt chó săn là tại vì nó đi săn nó vù kinh lắm. Săn hơn chó. Hải ngồi đi. Đấy. Hải ngồi sông phi tí đi gì nữa. Thôi điện thoại kệ đi em ơi. Ở nhà bao việc, thằng bận này. Em lấy bia mời anh. Hả? Từ hôm nọ hôm nay đi cùng nhau cũng hết, là mấy ngày rồi nhưng mà bây giờ mới mời anh. Dạ, bây giờ mới nhắm mời anh. Sắp chia tay rồi, mới mời. Anh idol nên là ngại lắm, nhớ mời. Kỳ dữ.
chị mời Sau sau buổi nhậu ngày hôm nay mình phải phi về Sapa gấp luôn. Anh em ngoài Bắc ấy uống rượu nào bia xong hay mai có tuyết không? Thật là cũng muốn lên thử một phát cho nó xem nó rét. Tại vì biết là khổ thật đấy nhưng mà cứ thử xem phát thế nào. Cái gì? Và bao giờ có tuyết đấy. Không có tuyết phát là bố trí luôn. Xong anh bảo hàng 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 gì hay kể cái gì nhỉ? Mậu á? Mậu. Nó trở đi nhỉ? Nhưng mà anh đi rất nhiều nơi rồi, ăn cá chiên nhiều rồi. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay em ăn cái món cá của chú chiên ngon thật. Thế lại phải uống nhau cái. Đúng rồi. Thôi, cá ao nhà Mau Đệ với cả được, hôm nay là được tí tay tẹo câu này. À tài tí tẹo này câu này với cả. Không, mọi người. Em thề với anh nhá, bình thường bọn em câu gọi là nghịch 5 phút cũng được chừng này. Đúng không? Không biết hôm nay anh lên thế nào cá nó. Đây nhá, chơi đàng hoàng nha anh em nhá. Đấy. Đâu, như thế nào? Em sao? Kiểm tra hạnh kiểm đi. Ăn như là bữa ngày hôm nay là do em mới mắc mồi đấy. Hai em cắn cái gì? Cá hôm nay nó sợ anh Hải há mồm phát hết một con nên là nó lên đớp mặt đùm đùm nhưng mà nó không lên bờ, nó không ăn. Không, nhưng mà bây giờ là Mau Ca với cả Mau Đệ là chuyển sang bộ môn câu đài rồi các bạn ạ. Đấy, hôm nào em vẫn lục. À vẫn lục à? Em thì đủ hết. Câu cá có môn gì trừ ba tiêu, anh Cường trừ ba tiêu. Ba tiêu là một môn thể thao mà tại sao người ta cứ ghét ba tiêu? Đấy nhỉ? Hả? Ba tiêu là tung ra mà trong một cái nó có nhiều mồi đấy á. À không, nó trong kéo ba tiêu thì nó chỉ có ba cái nhiều. À, nó bị động cá đúng không? Không, động gì? Đấy gọi là trong môn câu. Đấy gọi là tà đạo. À. Nghĩa là không cần mồi biết gì cả, ném cái ba tiêu kéo vào một con cá nào đang bơi ngang qua chẳng may kéo trúng. Có thể là có lôi con cá lên thì tốt, không lôi được thì thường con bộ cá mà đấy chúng là sẽ à, theo như của con cá nó đang đi ngang qua vô tình là thả thông phát là cứ kéo này dính vào con nào ngu là dính luôn đúng không? Không phải là ngu không, mà nó không ngu nó vẫn dính. Là không đen con nào đen. Đen đừng đấy đen là bộ môn xác suất thống kê chị ạ. Khoảng tầm 100 phát trúng phát nhưng mà trúng phát thì ảnh luôn. Đấy gọi là trống móm. Nhưng ví dụ cái ao này là phát động được ấy. Ui cái món này. Ao này thì dính rô phi thường xuyên. Rô phi giả 2.000 con nhưng mà chả khả năng bắt độ tầm 200-300 con rồi. Nha. Cá ngon quá. Mấy đứa, mấy đứa ăn nhiều rồi nhá. Cái nầm béo. Ừ. Cho em hết một con rồi. Ôi mini. Dạ. Chén em. Dạ. Ăn chén nãy giờ. Sau hôm nay là không biết là bao giờ anh em mình mới gặp lại nhau. Dạ. Đấy. Nên là thôi bây giờ anh xin phép là cho anh lon nữa. Anh một lon nữa. Anh hết rồi. À đây. Hết đi. Đây, vụ nào ra vụ đấy. Người đẹp hết đi. Đấy ngay hai chị em mình là uống nhau cái nhỉ. Tớ lắm không gặp nhau. Cái gì ta? Chúc mừng bác nhé. Hả? Sáng chị vừa chửi anh Hải xong á. À mù tạt wasabi. Wasabi. Em hâm mộ ai nhất ở trong này thì uống với người đó đi. Dạ, mau đi. Đấy. Nhìn Mau Đệ nhưng mà liếc hổ mà hổ là thuộc à, bên kia rồi nha. Chúc em sức khỏe nha, lúc nào cũng may mắn thành công trong cuộc sống nha em. Dạ. Cố gắng sau này phải gửi gắm luôn đi chứ. Dạ. Cố gắng có gì chăm sóc em anh, em chị. Cái đấy để tùy duyên nha anh ạ. Tự duyên. Dạ, cái đấy để tùy duyên. Em nghe nói Cường mà sáng nay anh Hai có bị chửi à? À? Chị Trân chửi vợ em sáng nay chửi em, thế là anh em mình phải uống nhau cái. Nhưng mà ngồi đây thì cũng chia sẻ với mọi người chút là như này, mình lấy vợ cũng mười mấy năm rồi nhưng mà trong cuộc đời mình ấy, chưa bao giờ chửi vợ một câu gọi là đi mẹ đi cha hay là mày tao hay là gì cả đấy, nên là tỷ nếu mà mình trong nhà mà có to tiếng ấy, thì thường là anh em mình bị chửi. Dạ. Chưa có nói là động chân động tay nhé. Chưa giờ luôn. Còn là riêng lịch 6 mà anh toàn bắt gậy vụt thôi. Đấy. Vụt cho chạy qua nhà đúng không? Mà không ăn ngon bằng chấm đen à? Hả? Chấm đen béo. Đây là chấm trắng à?
Chấm đen nó ngậy hơn nhiều. Béo, ngon. Chấm đen là béo hơn. Chỉ cần óm nước cái. Đây là óm tách ra cho muối rồi mà. Đây là món quả chám anh ạ. Ừ, chúc ỏm lên rồi, cách ra. Em TikTok thế ẩm quá. Thấy không? Phải quả cọ, giờ cây cọ bên kia cũng ngon. Cây cọ ỏm cũng ngon. Ừ, ngon. Quả cọ ấy. Em không định mua đâu. Cọ thì ăn cũng chấm đen. À, mấy đứa kia, bà ngồi đi. Đấy, bà đây, bà đây. Em. Nhá. Quay sang ngồi, anh em ngồi đi. Chúng bà đi. Các bé kia. Mau. Hả? Chắc vào trong tủ rồi. Đây, ngồi đây luôn đi. Để anh em mình làm một cái uống đoàn kết nào. Uống rồi. Đợi bà nữa. Quên còn bộ lòng mì ở đây. Cá mèo cá bụng thế nào nhỉ? Ăn vào đi. Lòng mì ở đây trên tủ. Đây đúng rồi, chung rồi. Đổ tất vào đây. Không, hộ hết cả. Em tưởng chung ăn xuống tất. Không, đi đâu? Thế thôi. Lúc đấy còn em đi đá bóng. Thôi. Thật. Đừng có lươn. Mở ra nó còn nguyên mà. Anh em mình nhìn này thôi nhưng mà riêng cả Diễm này hay là anh cua hay là vợ của Cường là sau khi mà anh em mình nhậu tít mù luôn các bạn ạ. Ủa. Mấy ngày? Hả? Ủa, anh, chị. Đấy. Thôi tất cả anh em mình nâng ly đi. Sau đây ấy, các bạn đã yêu quý anh em mình thì nhớ là đăng ký tất cả các kênh ở đây. Vợ chồng bé bảo này. Hổ kênh gì nhỉ? Hổ TikTok. Kênh TikTok là gì đấy? Tam đệ. À Tam đệ này. Bé Hạt Tiêu này. Hai vợ chồng nhà Tama TV. Tama TV này. Đạt Tú Đôn. Đạt cho kênh TikTok Đạt Cho Săn. Kiểu giới thiệu cái kênh này nhiều khi lại ngại mà tưởng là chỉ nói kênh Đạt Thủ Đô. À Đạt Thủ Đô à? Thế còn cậu Chu Min. Chu Min. Em là vợ chồng bé Bổng. Vợ chồng bé Bổng này, Út Mini này. Huyền Sao Ba TV nha, cả ba em. Huyền. Huyền Sao Đê. Còn Mau Đê Đê. Còn đây, sau đây thì cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn vào những video tiếp. Nếu mà các bạn nhớ đừng quên là subscribe và đăng ký mua hàng giúp anh em mình nha. Bye bye tất cả các bạn nha. Anh em xuống cái. Anh em xuống cái nha. 1, 2, 3, xuống. 2, 3, xuống. 2, 3, uống. Có bao nhiêu? Hết. Nhưng mà Hải nó chưa có bia. Hết một nửa. Ủa, ảo thật đấy. Đây. Bây giờ hô lại nhá. Chơi rồi hô máu luôn. Đây rồi. Không. Hô máu à? Thế thì Huyền không có à? Hai người đã Huyền ạ. Đúng không? Bia đây. Bây giờ Hải ơi. Đố em bắt được cái lon bia này đấy. Cẩn thận nhá, nó trúng ở đầu là ngất xỉu. Thành Khánh kia. Hích. Rồi. Ok chưa? Ai không biết không? Thế còn Em có. À hả. Đây. Đây. Này. Hích. Đưa cho nó chắc em ạ. Thằng đấy mà chúng nó bia vào chán thì thôi. Nào. Bớt. Kìa, mở bia này. Trời. Đấy các bạn ạ, nó vui ở chỗ này đấy các bạn ạ. Nhiều khi là cuộc sống là bỏ rất là nhiều tiền nhưng mà không có tiếng cười như này đâu. Anh em ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hết bao nhiêu? Hết một nửa. Các bạn cái video tại đây, hẹn gặp lại tất cả các bác vào video kế tiếp. Chúc tên biệt đội Tí Hon là về miền trong kia phát triển kênh, xây dựng kênh ngày càng phát triển, có thật nhiều sức khỏe, chia sẻ thật nhiều video clip hay cho các bác cùng xem. Cứ một năm lại đi ra thăm anh chị 2-3 lần nhá. Chúc cho kênh của Mau Đệ Mau Ca ngày càng phát triển và bán được thật nhiều dao trong dịp Tết cho các bác về để chặt gà, chặt thịt, chặt vịt, mổ trâu nhá. Bye cả nhà.
vào quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.